Kết chào đầu mối, mong xin kính chào quý khách hàng, quý vị khán giả. Kính chúc quý khách hàng, quý vị khán giả có thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Video này mình cập nhật giá trái cây chợ cúng rằm tháng 7 nha bà con. Ủa, thanh long đỏ đẹp, nhỏ thì 16, lớn thì 20. Nhưng mà cái đó bán 10kg hả? Bán 10kg rồi bán lẻ phải không? À, kiểu như là giá đó là mấy ký cũng bán. Thì chỗ này chỗ bán thanh long mà mình thường mua nè bà con. Thanh long búp sen nè. Thanh long này là ruột đỏ, búp sen, trái nó trụng u đã đẹp. Thanh long này đẹp thiệt bà con, 20.000 đồng ký. Còn thanh long luộc trắng thì 13.000 đồng ký. Rồi cái loại quýp, quýp thì 25.000. Quýp chỉ là cái chất lên, cái loại quýp 25.000. Rồi cái loại mà dưới 13 này, hàng dưới 13 cũng có, 10.000 cũng có luôn. Nhiều loại lắm, thanh long thì phong phú lắm. Mà nếu mà mua về chân cúng là kiếm ngay chị này nha bà con. Chiên á, chiên về thanh long đẹp để chân cúng. Quanh năm suốt tháng bán thanh long thôi, không có bán món gì khác. Thanh long thì thanh long, nói chung là thanh long, bà bán thanh long. Còn ai cũng vậy, ai bán 2-3 loại như xoài này nè. À, rồi, xong tin với giá xoài nha bà con. Xoài để tôi quý này nè, 30.000 đồng ký nha bà con, 30.000 đồng ký là mắc nhất. Anh Thanh nó đang cắt ra. Lên nhiều. Bên đây có bán sợi cá qua lọc. Riêng mảng sợi cá qua lọc cái này thì để từ từ mình hỏi giá thì coi sao. Chứ bên đó mình không quen, khó chịu lắm vậy á. Để hôm nay chủ yếu vô hỏi về giá sợi cá qua lọc bà con mà. Cái điều kiện chưa cho phép. Bên anh Thanh đó là bán cóc rồi bà con. Cái cóc cóc cày, cóc lớn á là 10.000 đồng ký. Cóc thái là 18.000 đồng ký. Anh vô bịch vậy nè, mua cúng rằm là thôi là lại gặp anh Thanh là thôi. Cóc nói gì cóc luôn. Ở đây anh có bán cái món xài non này vậy chứ anh bán gần như là quanh năm luôn ha ông Thanh hả? Thì ngon rồi quanh năm nè. Thì cái non này là 33.000 đồng ký, bịch 330. Cái series như anh Thanh. Series 15.000 đồng ký mà con series 3 màu luôn á. Mới lên. 15.000 đồng một ký. Xài cá hoa lọc này mát không ông Thanh? Không hỏi hả? Giá nó giờ khoảng nằm ở nhiêu ta? Hả? Ông nói nằm mấy 60, nằm mấy 60. Thì theo như thông tin của anh Thanh á, đưa tin á, thì xài cá hoa lọc là nằm mấy 60.000 đồng ký. Là giá đó là giá lái lên giao cho anh. Cái đó là giá giao tới cho anh Thanh á, chứ không phải giá bán ra nha bà con. Nhiều khi anh bán ra, giá bán ra thì dao động 50.000 vậy chứ không ít đâu. 10.000 có, thí dụ giao hàng 60 là bán ra đây bà con tiểu thương bán ra 70 kiểu vậy. Hôm nay là ngày 17 nha bà con, ngày 17 nhằm ngày 14 á. Thì bây giờ là 2 giờ sáng. Rồi mời khán giả đi tiếp với mình, đi qua bên
qua đây xem vợ anh Nghiêm sắp nhãn. Hỏi nhãn này nhãn gì vợ anh Nghiêm? Nhãn xuồng hả? Trời ơi, coi cái trái xuồng cò hả? Ôi coi cái trái biết luôn à. Đó coi cái tay của bà nè, coi cái tay của bà vậy vậy mà cái trái nhãn bự hơn gấp bằng muốn hai bằng ba ngón tay cái của chị đó. Chị chỉ cầm trái nhãn lên chị mấy bà con thấy không? Cái nhãn đã không? Nhãn xuồng hàng cò giá nhiêu? 60.000 đồng một ký. Một thùng 10 ký. Quá biết luôn. Nay đi làm video chợ cúng. Cóc này là nhiêu 10.000 hả? Cóc này rẻ vậy chứ hồi nó hết rồi. Cái này là hết nhanh lắm nè. Nó cháy hàng bây giờ nè. À chợ tháng 7 là chợ của nó, chợ của Cóc. Review bà con. Vợ của ông Nghiêm cho một cái để review. Bộ mò đâu cũng thịt không mềm xèo trời. Nhãn nè nó mềm, bởi vậy bóp vô cái trái nhãn nó mềm. À, coi bà, vợ ông Nghiêm coi nè, không thấy cái hộp luôn nè. Thấy cơm không à? Trời ơi, nó không thấy cái hộp luôn á, da nó cái cơm nó dài dữ lắm. 60.000 đồng ký. Ngọt thâm trầm luôn, ngọt gắt kìa, ngọt 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 còn rát rát còn cổ. Ở Đô Hoàng là nhiêu chị? Ở Đô Hoàng 16.000 đồng ký. Ở Trân Châu, Trân Châu 16.000 đồng ký. Có ruby và mắt ha. Hai mấy ngàn. Ruby thì có hai loại, 18.000 với 24.000 ký. 2 giờ sáng. Hàng xô á, hàng đẹp của nước Hoàng là nhiêu? 18. Thanh nhãn này nhiêu? Nhỏ hơn chút mà nó mắc tiền hơn ha. Thanh nhãn là 62.000. Nó khô cơm đó, nhãn xuồng này có nước. Đúng nước. Em bên đây cũng bán đặc biệt luôn cái loại xoài này. 30.000 đồng một ký. Tứ quý. Bà cho một cái nữa kêu review nữa, review để quảng cáo sản phẩm cho cái kiosk 22 của chị này. Kiosk 22 nha bà con. Được, có cái là vợ chồng anh Nghiêm á bán thiệt tình mình lại á, mình bà con cứ là mua rồi kêu lựa theo yêu cầu, kêu lựa theo yêu cầu luôn. Mình lại lấy ví dụ như ổi nè, anh bán ổi ha, có măng cục vậy đó, lựa hãy mình đặt sao là họ lựa vậy. Vợ chồng anh Nghiêm được ra cái vậy á, má vợ chồng Nghiêm có nhiều đó chứ gì. Cái này có quà lọc hay nhiêu chị biết không? Chín mấy ngàn, 100.000 là VIP á hả? Tại chợ. Wow, quá. Wow. Chị này thì nói thông tin cái giá xài cá qua lọc là 90.000-100.000 một ký, là loại VIP nhất, là mắc nhất. Thì chung quy ra thì giá cũng mang tính tham khảo bà con. Rồi
mình cứ đi dài dài mình hỏi, để cho bà con quan tâm đến xe gác Hòa Lộc được biết được cái giá. Thì vợ anh Nghiêm thì cháu vợ anh Nghiêm có bán. Ê, nhỏ cháu còn bán quán rồi Hòa Lộc không? Còn không, mấy đứa cháu còn bán xe gác Hòa Lộc không? Không liên hệ, không có lên rảnh hả? Đúng rồi, có hộp cơm ha. Có mà thanh nhãn cũng có hộp cơm hơn. Giòn giòn hơn, nó không có nước giống cái kia. Đúng rồi, cứng cứng như ta. Ui, nhà đi đây. quay rồi mới mốt lại mua không có nữa nè. Ngày nhìn nay nhiêu thùng hả? 500 thùng hả? Bông bon nè. 500 ngàn một thùng. Là 50 ngàn đồng ký. Đó. Bông bon Thái. Nhưng mà bà con mà kêu mua á, nhiều khi là không có luôn. Mình mới quay ràng khán giả kêu mua rồi đi ra không có luôn. Có bài. Tiếp nha bà con. Thì chủ yếu hôm nay á thì cũng được nhiều cái anh em ở dưới Đồng Tháp, Sa Đéc Đồng Tháp hỏi mình giá xài cát Hòa Lộc. Hôm nay mình ra mình hỏi cho anh em. Mà có cái là cái người quen của mình ở đây á, người thì không có hàng, còn người họ biết cái mà cứ như mà ra hỏi tiểu thương á thì nắm được cái giá. Thì theo như mình nhận xét á, thì vợ anh Nghiêm nói là tin tưởng á, 90 mấy 100 ngàn. Chín mấy trăm ngàn ký xài cát Hòa Lộc. Này chỗ Thọ, chỗ Thọ bán bơ búp. Dạ. Bơ búp Thọ đi dọc kia. Vô hỏi Thọ cái này là hàng này đâu đúng hàng Sa Đéc không? Phải kiếm một người nữa mình hỏi nữa. Mình hỏi người ta cũng trả lời chứ không phải không trả lời bà con, nhưng mà có cái nhiều khi người ta không trả lời đó. Đặt cái trường hợp vô mà không trả lời cái nó mất vui. Không. À, nó mất hứng. Nó không có vui cái nó mất hứng cái mình hỏi tiếp, mình làm quay video tiếp mà khấn mình quay không có được, thành ra không hỏi là vậy á. Ồ đây nè, ui họ đẩy giá luôn nè, có đẩy giá luôn mà con, do số 7 đẩy giá luôn rõ ràng luôn.
trên đây cũng khu này xe cát qua lọc nhiều lắm nè. Ở nay mình đổi qua bán món gai gai này hả chị Phượng? Ba mấy? 8 ngàn sầu riêng hộp. Hộp quá ha. Sầu riêng hộp của chị Phượng bán 28 ngàn. Hai chục luôn hả? Ồ, sầu riêng có 20 ngàn ký nè. Chị Phượng B2. Cóc nữa, cóc 10 ngàn chị Phượng. Cóc nhỏ có 6 ngàn à. Cóc nhỏ 6 ngàn. Cóc lớn 10 ngàn. Có đậu bọng rồi có miếng luôn à. Bơ 15 ngàn hả ta? 10 ngàn. Bơ này có 10 ngàn nha bà con. Bơ 10 ngàn ký rồi. Ồ, bơ gì? Bơ bút hả? Bơ bút. Bút đó mà. 10 ngàn đó thôi. Bơ bút nó có 3 loại giá. Lớn nhất á, đẹp nhất á là 20 ngàn. Còn vừa là 15 ngàn. Cái loại nhỏ nhất á là 10 ngàn. Búp búp. Ở sò cá Hòa Lộc gì 100 ngàn ký chị Phượng? Cá giạc 50. Còn cá quýp cả 100. Trời ơi, nè bên bé Tư cũng bán nè. Rồi, xác nhận thông tin sò cá Hòa Lộc không còn sai nữa. Sò cá Hòa Lộc giạc là 50 ngàn đồng một ký, quýp nhất là 100 ngàn đồng một ký. Xác nhận thông tin giữa ba người, mình hỏi 3-4 người đó. Thì chị Phượng bên đây thì đối diện với bé Tư bên kia. Có cái mình khỏi cái cần vô đó hỏi, mình hỏi vòng vòng cũng dư sức biết luôn. Rồi, xin kết thúc video tại đây nha bà con. Nếu quý khách hàng, quý vị khán giả thấy video này có ích và ý nghĩa thì xin hãy nhấn đăng ký kênh để kênh được phát triển, và nhớ bấm vào cái chuông để nhận được thông báo khi kênh có video mới nhất. Xin cảm ơn quý khách hàng, quý khán giả đã xem video này. Chào tạm biệt quý khách hàng, quý khán giả. Hẹn gặp lại quý khách hàng, quý khán giả ở video tiếp theo. Bye bye. Đậu phộng nay nhiêu ký vậy chị Phượng? Ba mấy? 50. Hả? Đậu rang 50. 50 ngàn đồng ký rang rồi hả? Review thử miếng nha. Đậu nấu 50 luôn. Bả chưa ừ đó, mình dám review luôn à.